Anh em coi làm cái bàn này đọc không? Đấy, cái bàn quá sức. Bàn whip luôn nha. Ủa cái này là nó xù lên ên luôn hả? Cây nó xù luôn hả? Quá dữ rồi. Ủa cái gốc nè, cái gốc ở dưới là gốc gì mà nó xù dữ vậy ha? Cái bình đẳng Cái đằng hả? nó sâu lên chị, để lên bình đẳng để xuống cái gì Đúng rồi, cái đằng này nó xù khỏe rồi. Quá dữ, quá dữ. Quá dữ. Bàn khủng luôn. Cái ghế này nè. Mà lại nay lại trúng nhà anh thợ luôn rồi. Nhìn ở ngoài là nhức nách luôn á. Đẹp lắm á, anh em ơi. Ù, á dữ. Rồi, đâu có vô đi. Ồ, anh em thấy không? Cái này cái bằng cái gì anh? Cái gứt hả? Cái dù quýt. Nó thành phẩm cái bằng tuyệt tác luôn ha. Cái này tính bán cỡ nhiêu tiền? Tính bán cỡ nhiêu tiền? Đâu có 10 triệu mới bán không mẹ. Cỡ 10 triệu ha. Với gốc có nó trả 10 triệu tôi mới bán này. À là gốc gốc me đó hả? me đó, ông thầy giáo á. À. Ông kèn cửa nữa nè, ông qua ông chuyển nè. Cửa có nhiêu đó mà chịu. Với cái bông giấy. Đó, anh em coi cây cây khế nha. Ok me chứ. Me này đọc không? Đó. Nhìn ở ngoài là hết thuốc luôn á. Mà chơi nhìn cây cũng này là đúng, anh này là đúng mà thợ thiệt luôn nè. Dòng gió. Quá dữ, quá dữ. Cây này có thấy dán hết thuốc hết trơn ha. Da hả? Quá đúng rồi, một này là thì lại trúng nhà anh thợ luôn á. Quá dữ, quá dữ, quá dữ. À, còn giấy kia kìa. Bông giấy nè. Bông giấy kia kìa. Giấy mày nó đẹp hả? Kia mới đẹp hơn cái này. Bông giấy này lũa luôn á nghe. Đó. Ghê không? Ghê không? Hả? Kia kìa. Nhà này, anh này đúng là thợ thiệt nè. Đó, bên kia kìa. Quá dữ, cái này phải cho nó vô cái chậu nhìn coi nó mới xứng. Để cho cái đầu vốn đầu tư á. Tôi thích đam mê lắm. Bông giấy. Bông giấy nghe anh em. Nó nhìn ở ngoài là coi hết thuốc luôn. Lên rồi đi gió. Bông giấy đẹp quá. Dắt đi hết gió hả lên. Thôi xuống đi ông nội ơi. Thấy gió không lên. Gió mới lên. Gió lên gió nè. Gốc mai này tôi mua 5 triệu nè. Xuống đi. Mấy triệu đồng. Gốc mai này 5 triệu chắc hơi cao à. Hơi cao. Cái tàn nó đẹp nè, kéo tàn ra là mình bỏ. Gốc mai này có một cái nó bị hai nhiều thân, nhiều thân rồi thêm ba thân rồi thêm mà cái cái hồi xưa người ta trồng sâu á không có đế nữa cái này cũng đẹp.